Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta giao dịch. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những công cụ mà tôi mang đến cho anh chị em mình sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập thụ động thật sự và kiếm được tiền nha anh chị em mình. Ok, thì hôm nay cũng là một cái chuỗi bài code mà cũng là theo cái chuỗi về bảo mật thôi em ạ. Đó thì một phần nữa là làm sao chúng ta bảo mật theo thời gian rồi, nhưng mà nhiều lúc cũng bị một vài hacker cao thủ nào đó hack được, mình cũng chưa biết nha, mình chưa thấy ai làm được, nhưng mà nghe đồn, có nghe đồn thôi chứ cái này là mình không biết đó, chứ mình chưa thấy ai có thể phá được cái ngày đó. Thế thì ok, nhưng mà ngoài ra thì chúng ta ngoài cái bảo mật ngày thì chúng ta có thể bảo mật theo ID, tức là bảo mật theo cái số MT5 của khách đó, của người sử dụng. Tức là anh nào muốn sử dụng, ok, gửi cho tôi cái số MT5 đấy, tôi set thì nó sẽ chạy. Còn nếu ngoài ra không chạy, cho dù anh đã có gửi cho ai đi nữa cũng không chạy. Đó, tức là nó sẽ cô đọng lại hơn cái phần mà set thời gian. Ok anh em ha. Thế thì bây giờ làm cách nào thì chúng ta vào ngay cái Sitcore hôm nay, tức là nhanh thôi, hướng dẫn nhanh thôi anh em ạ. Rồi ok, đây chính là cái bài 35 vừa rồi, chính là cái bài mà mình set thời gian cho nó chạy. Anh em nào chưa xem thì xem lại những tập trước anh em nhé. Và file nguồn hoặc là file, kể cả file chạy, file nguồn luôn, mình đều để trong kênh Telegram t.me/usd channel. Bạn nào mới vào thì nhiều lúc nó hình như nghe mình thấy rằng là Telegram nó chỉ cho xuất hiện có 100 tin nhắn, thì có thể rằng là những tin nhắn trước đó, những file nguồn trước đó không có, thì anh em nào không có hay gì hoặc thiếu cái gì thì cứ nói mình sẽ gửi lại lên Telegram để cho anh chị em mình có thể đào về học hỏi tất cả các tập trước nữa nha anh em, không nhất thiết phải là mấy tập gần đây không đâu. Ok anh em ha. Rồi bây giờ mình lấy đúng cái tập 35 này chuyển lên là tập 36. Đó. Rồi. Cần trên C này, cần trên V này. Đó, mình đổi nó thành là tập 36 và 36 nha anh em, và đây là bảo mật theo ID đi. Đó, theo ID. Đó, ID MT5. Đấy, theo cái số ID đi anh em. Đấy, ok ha. Rồi. Bấm Ctrl D. Đó, bảo mật theo ID MT5 nè. Đấy. Thế thì bây giờ làm cách nào để mình bảo mật theo cái ID MT5 đấy, tức là vừa bảo mật theo thời gian, vừa bảo mật theo ID thì nó mới chạy. Đó. Ok, thế thì chúng ta làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần là ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái biến. Đó, thậm chí là không cần khai báo cũng được nữa. Chúng ta vào trong đúng cái hàm này luôn. Trong đúng cái hàm này luôn thì chúng ta sẽ làm luôn. Đó. À, mà cũng phải khai báo anh em ạ. Thì thường á là ID là biến in nha anh em. Nhưng mà không hiểu tại sao MT5 nó ghi là biến long nó lại thấy ok hơn. Đấy thì mình sử dụng biến long luôn, ok luôn. Thì đây là ID MT5 đây. Đó, ID MT5. Ví dụ như tôi cho cái tài khoản này chạy. Tài khoản này là tài khoản gì đây? 7929 4024. 7929 4024. Ok không anh em? Đấy. Tí nữa tôi cho cái tài khoản này chạy thôi. 7929 4024. Biết đúng không? Mắt nhìn hơi mờ nha. 7929 4024. Rồi. Đấy. Rồi rất đơn giản thôi, là trong đây nè, vừa thỏa biến về thời gian nhưng vừa thỏa luôn thỏa mãn cái ID đó thì tôi mới cho chạy. Đó, vậy thì ID MT5 này sẽ phải bằng bằng cái account. Chúng ta gõ chữ account nè, account info integer đó. Rồi trong đây là, trong đây nó sẽ hiện chúng ta một mớ cái, thì chúng ta sẽ chọn là account login đấy. Ok này ha. À, rồi bấm F7 cái coi. Rồi không đổi à, không sao hết, không lỗi gì hết. Rồi thế thôi, đơn giản vậy thôi, tức là đúng cái account này thì nó mới chạy, còn sai account này thì nó sẽ không chạy anh em à. Đấy, thế thì bây giờ sai account thì làm sao, thì mình sẽ làm cho nó một cái biến if nữa để cho nó xuất ra nè. Đó, để mình alert nó ra màn hình luôn. Đấy, anh em nào chưa xem cái phần này thì xem lại tập trước nha, tập 30 35 anh em ha.
Đấy, rồi ok, thế thì bây giờ nếu như mà rơi vào tình trạng nó khác thì tôi sẽ báo như thế nào để người ta biết là nó đã không đúng rồi hoặc là chưa đăng ký rồi, ví dụ vậy. Khác thì chúng ta chỉ cần làm y chang vậy và khác thôi. Khác thì chúng ta cũng không cần remove đâu cũng được. Đấy, thích thì chúng ta để remove, còn không thì chúng ta cứ cứ báo ở lịch lên là được, ở lên. Đó, và chúng ta nói rằng là cái ID này nè. ID này là chưa được đăng ký. À, cái ID này chưa được đăng ký. Chúng ta biến ép kiểu đó, đó ép kiểu đó, trả nó về này đấy, cộng cho thằng này đấy, đây là mình nói rất rõ này là cái ID này đó chưa được đăng ký, ID này chưa được đăng ký đấy, rồi cũng xin vui lòng liên hệ đó, bấm F7 coi what happened, lỗi chỗ nào, search trình nè, vui lòng đăng ký nè, search trình chúng ta click vào coi nó có lỗi đâu vậy nè. Đây, để mình phóng to lên cái đó, ID đã hết hạn. Đó, vậy là nó sai đâu đây nè. Thiếu một dấu. Thiếu một dấu. Ủa đâu có thiếu. String cộng cho cái ID này infect 2 chấm có cái gì đó chúng ta đang bị dư. ID này xin vui lòng liên hệ, ở đây anh em lâu lâu có những cái lỗi mò hoài không ra, thiếu dấu ngoặc này anh em đấy, string nè đấy, nó cứ báo dưới này là mình không ra đấy, thiếu dấu ngoặc này nè đó, ok anh em ha, đấy rồi string hay control z đó bắt vô thế như làm sao mà sai chán thật, ID này chưa được đăng ký đó, không hề có lỗi, thiếu dấu ngoặc này nè anh em. Đấy, anh gì thấy vô lý. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta thử xem là nó chạy đúng hay không. Rồi, qua bên đây. Thì nó vẫn chạy bình thường. À, sorry, nó cần phải có ngày nữa. Mình sẽ xét nó cho đến ngày 2, đến tháng đến 25 luôn đi. F7 F4. Rồi, bây giờ chúng ta đẩy cái con 36 vào nha anh em. 36 vào. Đó, rồi, không có ảnh hưởng gì hết bởi vì mình đã xét cái thằng ID này rồi. Đúng chưa anh em? Đó, thế thì bây giờ mà mình đổi cái số này đi trong cái phần mà setup thì chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta xem nhé. Tức là con bot lần này mình không có remove nữa nhưng mà nó chỉ báo lên màn hình là vậy thôi. Ok, bây giờ mình chỉ đổi thành số này thành số 5 đi. Hoặc là một con số nào khác thì nó chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Đấy, nó báo nè. Ui, nó báo liên tục luôn, nó báo nhức đầu luôn, không ai chạy nổi luôn đó. ID nè, đó cái ID là 74 nè, là chưa được đăng ký bởi vì mình tôi đăng ký là số 5 mà anh em. Đúng không? Đó, và nó không cho chạy luôn, và chắc chắn là không chạy được. Anh em à, nó không đá bot ra nha, nhưng nó không chạy. Và nó làm cho đơ luôn nè. Đấy, nó tóm lại nó sẽ báo liên tục anh em ha. Đấy, nôm na chỉ có vậy thôi, tức là nó sẽ set đúng cái ID đấy.
là nó sẽ mới chạy, còn không thì nó không chạy. Nên mà còn anh em muốn không báo mà âm thầm thì chúng ta cứ cắt đi thôi đấy, còn không thì chúng ta muốn báo ít thôi thì chúng ta cho nó báo một ngày báo một lần chẳng hạn vậy đó, cho thời gian đó. Anh em nào mà muốn mình làm theo kiểu vậy thì comment bên dưới mình sẽ làm cho anh em mình xem ha, tức là một ngày báo một lần, như báo như vậy là đơ mấy người ta thật đó. Đơ mấy người ta thật thì chỉ có con đường là tắt bó thôi đúng không anh em, tắt 10 tiếng 4 đi rồi tắt cái chạc này đi đấy, nhân tiện chỉ cho anh em cách luôn, lỡ như bị trường hợp này thì làm cách nào đấy, bấm chuột phải nè, tắt cái chạc này đi đấy cho nó đỡ bị dính cái trường hợp đó, tắt cái chạc này đi nè, đó là nó sẽ hết. Chứ bây giờ tắt cái này không được, con bó nó có đá hoài luôn á anh em ha, nó sẽ hết thôi đấy, thì tắt cái chạc cái đi là ok rồi. Ok thì anh em mình có thể đào cái clip này, à đào cái file nguồn này ở trong cái Telegram t.me/bidenuid channel nha anh em. Ok rồi, cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi kênh, và đặc biệt là anh chị em nào mới thì xin hãy chia sẻ thật nhiều để cho mình có động lực làm được nhiều hơn nha anh em. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, và chúc anh chị em mình đam mê với nghề và làm được thật nhiều điều, thật nhiều sản phẩm, thật nhiều chiến lược, và tự tạo ra cho mình một cái công cụ, cái chiến lược thật là tuyệt vời để mình kiếm tiền thụ động hơn. Rồi, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều nhé. Bye bye chị em mình, hẹn gặp lại anh chị em mình trong những clip tiếp theo, và đặc biệt xin hãy đăng ký, like và chia sẻ thật nhiều để cho mình có động lực hơn nữa trong cái việc mà mình chia sẻ code, chia sẻ các công cụ khác nữa, chia sẻ kinh nghiệm nữa anh em nhé. Bye bye.